Thời gian qua, tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ diễn ra ngày một phức tạp. Mới đây nhất, công an thành phố Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây làm giả, mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ, thu lợi hơn 20 tỷ đồng. Theo điều tra, Nguyễn Văn Giỏi, 29 tuổi, ở thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là đối tượng đăng quảng cáo trên Facebook về việc cung cấp các bằng cấp giấy tờ giả giống như thật. Sau khi xác định được đường dây làm giả giấy tờ liên quan tới Nguyễn Văn Giỏi, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi và một số đối tượng khác qua khám xét, công an thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan tổ chức trên cả nước, hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại, bốn bộ máy tính, ba máy in màu, một máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh đã có đủ căn cứ xác định từ năm 2019 cho đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời hơn 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, công an thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lê Văn Bộ, sinh năm 1987, trú ở xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, sinh sống tại tỉnh Thái Bình. Khám xét nơi ở của Bộ, công an thành phố Hà Tĩnh đã thu giữ một bộ máy tính, 228 phôi bằng, hai điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Hồng Tuyến, sinh năm 1990 ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiều lần mua số lượng phôi bằng của Lê Văn Bộ. Sau đó, Công an thành phố Hà Tĩnh khám xét và đã thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của cơ quan tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 11 tài khoản ngân hàng các loại. Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.